Vân Mai xin kính chào quý vị đến với chương trình Những vấn đề Việt Nam hôm nay. Như một lần chúng tôi đã thư chuyện với quý vị về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 13 và Hội đồng Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 5 sắp tới. Trong chương trình hôm nay, nhà báo Phạm Trần sẽ phân tích chi tiết hơn về cách lựa chọn người ra ứng cử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và liệu kỳ bầu cử được gọi là dân chủ sắp diễn ra có khác với các khóa quốc hội trước đây hay không? Vân Mai xin mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Những vấn đề Việt Nam ngày hôm nay thứ Sáu. Trong chương trình này, tôi xin trình bày với quý vị về vấn đề bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 22 tháng 5 sắp tới. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức một cuộc bầu cử cho hai cái thành phần. Thứ nhất là thành phần Quốc hội và thứ hai là thành phần Hội đồng Nhân dân. Sở dĩ họ tổ chức một cuộc bầu cử có hai cái cơ quan, cơ cấu trong chính quyền như thế này là bởi vì họ muốn tiết kiệm thời gian đi bầu cử của nhân dân và đồng thời muốn tiết kiệm về vấn đề tiền bạc tổ chức nhân sự. Vâng, thưa quý vị, trong cái cuộc bầu cử Quốc hội kỳ này, họ nói là không quá 494 người. Họ đã sửa đổi cái luật bầu cử vào năm ngoái. Trước kia, trong cái cuộc bầu cử của Quốc hội khóa 12, thì tổng số dân biểu, tức là đại biểu Quốc hội của họ, là có tất cả 493 người. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái 493 người này, đó thì họ đã chia ra nhiều thành phần trong xã hội, trong đó có những thành phần của Đảng, của quân đội, của công an, của phụ nữ, của các tổ chức nhân dân, trong đó quan hệ nhất là cái tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cái tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa quý vị, tôi đã thư chuyện với quý vị rất nhiều lần. Cái tổ chức này là đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam để tổ chức cái cuộc bầu cử này. Cái cuộc bầu cử năm nay, thưa quý vị, do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, đó là một chuyện rất bình thường. Có một cái điều mới lạ là Tổng Bí thư Đảng, tức là ông Nguyễn Phú Trọng, đồng thời đương kim Chủ tịch Quốc hội khóa 12, sẽ là Chủ tịch của Hội đồng bầu cử. Và các cái cơ quan đảng, cơ quan của chính quyền cũng như Mặt trận Tổ quốc đều tập hợp lại thành một cái cơ cấu tổ chức bầu cử, chọn lựa ứng cử viên. Và trong cái thành phần phụ nữ năm nay, thưa quý vị, cái phụ nữ, thành phần phụ nữ ở trong cái khóa hội mà Quốc hội 12 đó, thì tổng số của họ là có 123 người. Nhưng mà thưa quý vị, năm nay trong cái bầu cử này thì họ đã gia tăng lên là 150 đại biểu, tức là chiếm 30% trong tổng số đại biểu Quốc hội của họ. Đối với một nước dân chủ tự do thì cái số người ra ứng cử là hoàn toàn tự do, không có hạn chế số người ra ứng cử. Nhưng mà trong cái hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị cũng đã biết là có cái câu ca dao nói rằng là đảng cử dân bầu, có nghĩa rằng là người dân không có được quyền chọn lựa tự ý của mình để mà ra ứng cử một cách tự do. Năm nay thưa quý vị, họ ấn định là có 20% những người ngoài đảng sẽ ra ứng cử. Họ ấn định những con số đó, thành ra toàn cõi Việt Nam có 86 triệu người Việt Nam vào khoảng chừng độ hơn 20 triệu cử tri. Thì những cái người này sẽ có quyền được ra ứng cử tự do, nhưng mà không phải là ai cũng được quyền ra ứng cử. Họ hạn chế cái số lượng là 20% trong tổng số các ứng cử viên ra tranh cử vào Quốc hội vào cái ngày 22 tháng 5 tới đây. Thì thưa quý vị, trong một cái dân số có 86 và gần 87 triệu người như bây giờ mà chỉ có cho phép 20% những ứng cử viên ngoài đảng và những người được ứng cử tự do, thì thưa quý vị, cái cuộc bầu cử đó là một cái cuộc bầu cử có tổ chức cũng như không, là bởi vì cái con số những người ngoài đảng và những cái người đã ứng cử tự do đó không có thể nào mà tranh luận hay là có những cái con số bỏ phiếu nghiêng ngờ đối với cái tổng số 80% của các đảng viên Đảng Cộng sản. Cái căn bản của cái luật bầu cử, thưa quý vị, cái luật bầu cử đó đã ấn định những cái điều kiện cho một cái ứng cử viên. Nó có những cái điều kiện như thế này, thưa quý vị, tôi xin đọc nguyên văn để hầu quý vị. Cái điều 2 của luật bầu cử, thưa quý vị, họ nói rằng công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên
đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, lưu ý là cái chữ theo quy định của pháp luật thì hiến pháp nói một đường, nhưng mà cái luật của nhà nước đưa ra lại nói một đường khác. Có nghĩa rằng là trên nguyên tắc thì mọi người công dân Việt Nam 18 tuổi có quyền đi bầu và 21 tuổi thì có quyền ứng cử. Nhưng mà lại phải căn cứ theo luật. Theo luật ở đây có nghĩa rằng họ ấn định cái số người được ra ứng cử. Như tôi trình bày với quý vị hồi nãy, tức là họ chỉ có muốn cho 20% những người ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam được ra ứng cử. Còn cái con số những người mà nộp đơn để mà tranh cử tự do đó, tức là không có thuộc cái đảng phái tổ chức nhân dân nào đó, thì lại cũng phải qua tuần tự những cái cuộc sàng lọc của cái ủy ban dân phố, của những cái nơi mình cư ngụ. Thành ra nếu mà họ không bỏ phiếu lựa chọn mình thì mình sẽ rớt đài, không có được ra ứng cử. Thì đấy là cái mánh khóe của những cái luật đó, tức là hạn chế những cái quyền đã được ấn định ở trong hiến pháp, đã được ấn định ở trong luật bầu cử. Thành ra khi mà đưa ra những cái con số, họ nói rằng họ chọn lựa 494 đại biểu Quốc hội cho cái khóa 13 sắp tới đây, thì đấy, điều đó không có nghĩa rằng là người dân có quyền ứng cử tự do, hay là các thành phần thanh niên trí thức không đồng quan điểm với Đảng Cộng sản Việt Nam có thể ra tranh cử. Nhưng mà cái luật họ đã ấn định như vậy, thành ra cái vấn đề đặt ra là cái sự chọn lựa của Quốc hội sắp tới có tổ chức, có Quốc hội được gọi là đại diện cho 87 triệu người dân hay 86 triệu người dân cũng không có nghĩa lý gì trên bình diện dân chủ tự do cũng như là trên bình diện quốc tế, thưa quý vị. Bây giờ cái vấn đề đặt ra là họ chọn lựa như thế nào, thưa quý vị? Họ chọn lựa những cái người phải có cái tiêu chuẩn nó như thế nào? Cái luật bầu cử, cái điều thứ ba đã ấn định rõ ràng như thế này. Là thứ nhất là phải trung thành với Tổ quốc và hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, có phẩm chất đạo đức, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, gương mẫu, chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi phạm pháp luật. Điểm thứ ba, có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Thứ bốn là liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Điều thứ năm, và cũng là điều sau cùng, nói rằng phải có cái điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội. Thưa quý vị, khi mà nói đến cái vấn đề được gọi là cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư này đó, thì thưa quý vị, những cái chữ này đó mình đã nghe đến mòn tai rồi, thưa quý vị. Bao nhiêu năm nay Đảng Cộng sản Việt Nam cứ nhắc đi nhắc lại cái vấn đề này, có nghĩa rằng là mình phải trong sạch, những ứng cử viên phải trong sạch, không có tham nhũng, không có thối nát, không có những điều tiếng này điều tiếng kia để cho làm uế cái bản tính cá nhân của mình thì mình sẽ được ra ứng cử. Nhưng mà quý vị cũng thấy đây là một những cái điều tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh đã dạy rằng phải liêm chính, chí công, vô tư. Nhưng mà quý vị, cái vấn đề tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể nào có thể tưởng tượng được. Cái luật chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra năm 2005. Và cho đến bây giờ không biết bao nhiêu những nghị quyết, những quyết nghị của Đảng cũng như của nhà nước nói về vấn đề chống tham nhũng. Vào năm ngoái tôi đã trình bày với quý vị về cái hội nghị tổng kết 10 năm chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt hai cái khóa đảng, khóa 9 và khóa 10, dưới quyền điều khiển của Nông Đức Mạnh. Thì quý vị cũng đã thấy rằng họ đã nhìn nhận rằng vấn đề chống tham nhũng và thối nát của Đảng Cộng sản Việt Nam càng ngày càng nghiêm trọng, có nghĩa rằng là họ không có bước được một cái bước tiến nào trong vấn đề chống tham nhũng thối nát. Vậy thì những cái tiêu chuẩn đặt ra cho những người ứng cử viên Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nó sẽ như thế nào? Ai kiểm soát cái vấn đề đó? Thưa quý vị, năm nay họ đã chú trọng rất nhiều về vấn đề các ứng cử viên phải kê khai tài sản. Đấy là một cái điều mà tôi sẽ xin trình bày với quý vị vào vấn đề chi tiết hơn trong cái phần thứ hai. Nhưng mà tôi xin lưu ý quý vị là cái vấn đề kê khai tài sản này đã được đưa ra từ cái khóa đảng 8, tức là khóa đảng của Lê Khả Phiêu, lúc đó làm tổng bí thư. Mà từ đó cho đến bây giờ, cái vấn đề kê khai tài sản
không có đi tới nơi tới chốn là vì có nhiều người không khai, hoặc khai rồi thì lại nạp cho thủ trưởng bỏ và ngăn kéo cất đi, và người dân không có quyền đòi hỏi được xem những cái hồ sơ đó và cũng không có công bố cho ai biết cái hồ sơ đó. Thì thưa quý vị, cái vấn đề kê khai tài sản này nó là một cái hình thức chỉ đưa ra để bịp bợm người dân mà thôi, và bịp bợm cho cái cuộc bầu cử được gọi là dân chủ tự do trong cái kỳ bầu cử sắp tới. Thưa quý vị, tôi là Phạm Trần, xin tạm ngừng ở đây và xin trở lại phần 2 của chương trình. Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn trân trọng kính mời quý đồng hương vui lòng tham dự lễ tưởng niệm nhị vị Trưng Nữ Vương do hội tổ chức với sự phối hợp đặc biệt của các hội ái hữu cựu nữ sinh trung học Gia Long miền Đông Hoa Kỳ, Trưng Vương, Sương Nguyệt Anh và đặc biệt Đoàn Nữ Hướng Đạo Trưng Vương. Dưới sự yểm trợ tích cực của cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia và Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 12 tháng 3 năm 2011, từ 11 giờ sáng, tại hội trường Jewish Community Center of Northern Virginia, số 8900 Little River Turnpike, Fairfax, Virginia, 22031, điện thoại 703-323-0880. Chương trình hành lễ gồm 11 giờ nghi thức khai mạc, 11 giờ 15 rước kiệu nhị vị Trưng Nữ Vương, 11 giờ 45 ý nghĩa ngày tưởng niệm công đức của hai bà, 12 giờ 15 nghi thức tế nữ quan, 1 giờ chương trình văn nghệ, 1 giờ 30 thọ lộc chay. Trân trọng kính mời hội trưởng Nguyễn Đình Kỳ. Hội ái hữu không quân miền Đông Bắc Hoa Kỳ trân trọng kính mời quý nhân trưởng, quý chết hữu và quý thân hữu tham dự đêm không gian 2011 vào 7 giờ tối thứ Bảy, 2 tháng 4 năm 2011 tại Hilton Alexandria Mott Center, số 5000 Seminary Road, Alexandria, Virginia. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Trần Kim Long, số 410-707-6203, ông Nguyễn Minh Lương, 703-241-2081.